Có thể cho nói ôm là cái bài... được không? Hâm mộ quá. Trời ơi. Hát hay khủng khiếp, dã man. Dã man thật. Có thể nói rằng là bài này là không chỉ là nổi dây gà một lần thôi, mà nổi dây gà quá nhiều lần luôn á. Không biết là tại sao bạn có thể làm được cái điều kinh khủng đến như vậy à? Chị Vân Thanh, chị có nhận xét gì à? Là dành nói trước thôi. Thật sự ra trong một cuộc thi mà có một vài bạn mà hát chắc ở dưới đây, chúng tôi thật sự là được thưởng thức tuyệt vời lắm. Chị không có khen em nhiều đâu, vì tất cả các vòng em trong mắt chị rất là tuyệt vời. Cách chọn bài của em chưa thi trong lòng chị đã nhất rồi. Bây giờ chị chỉ chờ em vào trong vòng trong, em hát bài nào xuất sắc hơn bài này nữa, chị phục em tiếp. Vòng này là phục rồi đó. Với anh thì hôm nay em đã mang đến một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Và khi mà để mà dành cái phần cho điểm thì là anh cho điểm tuyệt đối về cái phần thi ngày hôm nay. Và cộng với ngay từ đầu thì giọng hát của em là một giọng hát có một nội lực. Và đến vòng thi hôm nay em cũng vẫn tỏa sáng bằng cái nội lực của mình. Nhưng mà hôm nay em mang đến một cái tiết mục rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Tôi nói thêm một điều nữa là với Ngọc Sơn, với trần phần trình diễn này thì tôi sẽ cho em là điểm cao nhất, đó là điểm 10. Đã có hai vị huấn luyện viên hứa là số điểm cao nhất rồi à. Xin cảm ơn các huấn luyện viên à. Nói chung là trước khi Minh Tuyết nói thì MC đừng hỏi để Phương Thanh phỏng vấn Minh Tuyết. Vâng. Hai năm rồi, Tuyết khóc hoài, Tuyết mệt không Tuyết? Năm nào cũng khóc nước mắt chảy hoài à. Tuyết rất là mệt và cũng muốn tắt cái nguồn cảm xúc đó. Nhưng mà năm nay chắc là không khóc bởi vì hạnh phúc nhiều hơn. Và hôm nay Hương đã làm được những điều chị Tuyết vô cùng hạnh phúc. Hương đã làm chuyển tải hết những gì chị Tuyết đã mong muốn ở Hương. Hương đã làm trọn vẹn hết những yêu cầu của chị. Và điều đó dù cho Hương có nhất, có nhì, có ba, có tư gì chăng nữa, đối với chị trong lòng chị, Hương đã là quán quân rồi. Chúc mừng em. Vâng, và với những gì mà chị Minh Tuyết vừa nói thì Hồng Anh thấy thật sự là bạn đã có được rất nhiều niềm tin từ các huấn luyện viên, có được rất nhiều tình yêu thương từ quý vị khán giả. Bạn hát I have nothing mà tôi nói là bạn, you have everything.